Xin chào quý bạn đã quay lại kênh Thiết bị Công nghệ Văn Tư, và hôm nay mình sẽ review và cùng nhau đi trải nghiệm và đi tìm hiểu cái sản phẩm H7C của EZVIT. Với chiếc camera này thì hiện tại là chiếc camera hai mắt các bạn nhé, với mỗi mắt là 4 mê, và mắt trên là có chức năng quay quét và mắt dưới mà mắt cố định. Và hiện tại đây là chiếc camera EZ Fit sản phẩm mới ở lắp trong nhà và có chức năng quay quét đàm thoại 2 chiều. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem các tính năng của chiếc camera này nó sẽ làm được như thế nào nhé. Và nhiều khách hàng cũng đã trải nghiệm cái sản phẩm này rồi thì thấy cái sự đánh giá của khách hàng và sự sử dụng của chiếc camera này rất hiệu quả và có nhiều cái đặc biệt so với nhiều cái sản phẩm của những năm năm trước. Và hiện tại bây giờ mình sẽ giới thiệu các tính năng của chiếc camera này. Thì chiếc camera này thì có hai mắt camera và một mắt camera là cố định quay quét. Một mắt camera này là có thể quay quét trái phải lên xuống và một mắt là cố định. Với mỗi mắt camera này thì là 4 mê 2K, kết nối hai băng tần luôn, băng tần 2.4 và 5G, và phát hiện dạng con người, phát hiện xe và hỗ trợ lưu trên thẻ nhớ hay cloud, và còn nhiều cái tính năng thông minh khác thì chúng ta sẽ cùng nhau đi trải nghiệm. Và đây là một cái vỏ hộp của sản phẩm, và đây là phần khu vực tem của sản phẩm, mã đầy đủ nó là CES H7C. Mỗi độ phân giải của mỗi camera nó là 4 mê, và bây giờ chúng ta sẽ mở hộp xem bên trong cái sản phẩm này có những cái gì. Và mình mở hộp xem bên trong cái sản phẩm này có những gì này, sau mình sẽ cài đặt và cùng nhau đi review các tính năng của cái sản phẩm này cho các bạn xem là nó có gì đặc biệt so với các sản phẩm khác ở loại trong nhà các bạn nhé. Và mình đã bóc xong và bây giờ chúng ta sẽ mở ra xem bên trong cái sản phẩm này có những gì. Và trong cái sản phẩm của chiếc camera H7C này thì đây là cái quyển sách hướng dẫn lắp đặt và cài đặt của chiếc camera EZ Fit, và đây là cái hộp phụ kiện của chiếc camera, và đây là chiếc camera này đây các bạn. Và bây giờ mình sẽ mở hộp phụ kiện xem bên trong có những gì, và tí nữa mình sẽ giới thiệu cái thiết kế của chiếc camera. Và đây là cái hộp phụ kiện của chiếc camera này, đây là nguồn 5V, nguồn 5V 2A này, và dạng cổng USB Type-C. Và đây là cái đế của camera này, cái chân đế này để chúng ta bắt vào các bề mặt và bộ ốc vít. Và đây là cái tấm dán mẫu để chúng ta bắt vít lên các bề mặt. Và bây giờ mình sẽ mở bỏ cái mắt kính này ra, mình sẽ giới thiệu và xem thiết kế nó như thế nào nhé. Và đây là chiếc camera H7C 4 mê này, thì đây là cái mắt camera cố định. Đấy. Và mắt camera này thì các bạn sẽ chỉnh. Mắt camera này sẽ cố định luôn các bạn nhé. Đây sẽ nào, cứ chỉnh được không? Không chỉnh được. Còn mắt camera này thì là mắt camera quay quét trái phải lên xuống. Và đây là cái mắt camera, và đây là cái đèn trợ sáng, đây là đèn báo tín hiệu. Đằng sau của chiếc camera, đây là mặt này thì là logo của hãng này. Đằng sau của chiếc camera thì là phần loa và phần jack cắm hàn mạng và cổng USB Type-C để cắm nguồn. Ở khu vực lắp thẻ nhớ của chiếc camera H7C này thì khu vực lắp thẻ nhớ, chúng ta cầm cái camera như thế này và chúng ta sẽ gạt cái mắt camera lên và chúng ta sẽ nhìn thấy khu vực lắp thẻ nhớ và nút reset của chiếc camera. Và đây là cái gọi trực tiếp
khi các bạn cần thiết, nếu các bạn để bàn chúng ta bấm vào đây thì nó sẽ gọi cho các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đi cắm điện và chúng ta đi trải nghiệm xem cái sản phẩm này bên trong và nó như thế nào. Bằng cách là chúng ta sẽ lắp đặt chiếc camera này. Thì chiếc camera này các bạn có thể để bàn hay là treo trần hay treo tường. Và đây là cái đế của chiếc camera này. Cái đế này thì các bạn sẽ bắt, nếu các bạn lắp ở trên trên trần ấy thì các bạn sẽ bắt ba con vít đây và bắn thẳng lên trần và chiếc camera nó sẽ ngược như này. Đấy, đấy là cách lắp đặt này. Đấy là lắp đặt ở trên trên trần. Còn nếu trên các bạn trên tường thì bạn sẽ mua một cái đế hình R như này để chúng ta bắt vít vào đây và chúng ta chiếc camera nó sẽ ngược như này. Đấy, còn nếu các bạn để bàn thì các bạn không cần cái đế này, các bạn có thể để bàn luôn và không qua cái đế này và chúng ta cất đi để năm mai chúng ta có thể lắp ở trên trần trên tường được. Đấy. Thì cái đế này nó sẽ nằm khu vực này anh nhỉ bạn. Đấy. Và chúng ta khi bắt vào thì nó sẽ như này và chúng ta chỉ cần xoay theo kim đồng hồ và chúng ta sẽ khóa được cái chân đế với cả camera. Tiếp theo mình sẽ vào điện thoại để chúng ta cài đặt và trải nghiệm xem bên trong có những gì. Và bây giờ mình sẽ đi cùng nhau đi cài đặt cái phần mềm EZVIT ở trên điện thoại để chúng ta cùng nhau đi trải nghiệm thực tế của cái chiếc camera H7C của EZVIT với camera này hai mắt. Thì chúng ta sẽ vào phần Apple Store với trên điện thoại iPhone, còn trên Android thì các bạn vào CS vào đây và chúng ta sẽ tải cái ứng dụng phần mềm nó là EZVIT ở đây. Thì quy trình tải của EZVIT của iPhone và của Android thì cũng tương tự nhau và chúng ta tìm phần mềm EZVIT và chúng ta sẽ bấm phần tải về. Và quá trình tải này thì các bạn sẽ đợi phần mềm tải xong thì mình sẽ hướng dẫn và cùng nhau đi trải nghiệm cái các tính năng của chiếc camera H7C xem có những gì đặc biệt và thú vị các bạn nhé. Và phần mềm EZVIT đang được tải và các bạn hãy đợi. Và khi phần mềm tải xong thì các bạn bấm chữ mở ở trên điện thoại ra giúp mình. Và chúng ta sẽ bấm tiếp tục và cho phép. Và các bạn bấm cho phép. Và đến bước này thì các bạn chọn đến khu vực Việt Nam giúp mình. Đây, khu vực Việt Nam này. Các bạn kéo xuống hoặc là bạn bấm chữ V luôn ở dưới này. Khi các bạn chọn về đến Việt Nam, các bạn bấm lưu. Ở trên điện thoại này thì các bạn sẽ đăng ký giúp mình bằng số điện thoại hay Gmail để chúng ta tăng cái việc quản lý bảo mật cho chiếc camera tốt hơn. Bây giờ mình sẽ bấm vào đăng ký một cái tài khoản bằng số điện thoại. Đấy. Một là các bạn sẽ bấm vào đây, bấm vào biểu tượng điện thoại này. Thì các bạn sẽ bấm bấm vào cho mình là tạo tài khoản mới. Ở đây thì có hai chế độ đăng ký thì các bạn sẽ, đây là đăng ký Gmail, đây là số điện thoại, mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký bằng số điện thoại. Và các bạn sẽ đánh một số điện thoại các bạn cần đăng ký, lưu ý là về số điện thoại của chúng ta 10 số thì các bạn sẽ bỏ số 0 giúp mình. Ví dụ như 914 16 9845. Và các bạn sẽ đánh mật khẩu và lưu ý từ 8 đến 16 ký tự và có 3, gồm 3 chữ in hoa, chữ thường và số và ký tự đặc biệt. Thì các bạn sẽ đánh ví dụ như tên mình và ngày tháng năm sinh thêm ký tự đặc biệt, ví dụ như là tư ha com chẳng hạn, 131. Lưu ý các số không được liền kề nhau, ví dụ như là 1234 thì nó sẽ không không được các bạn nhé. Và thêm chữ a còng ở đây, ví dụ thế. Đấy, các bạn sẽ bấm vào tôi đọc, tôi chấp nhận và tiếp theo. Ở đây thì các bạn sẽ, nó sẽ đòi cái mã xác minh thì các bạn sẽ nhập vào giúp mình.